Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và làm gương cho con cháu, Hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều chương trình phong trào ý nghĩa. Một trong những phong trào có đông người cao tuổi tham gia là văn hóa văn nghệ. Thông qua văn hóa văn nghệ, người cao tuổi được giao lưu, gắn kết với nhau, được rèn luyện thân thể và còn lan tỏa tinh thần sống tích cực, lành mạnh đến con cháu, cộng đồng xã hội. Nằm trong các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tháng 10, Hội diễn tiếng hát người cao tuổi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 19 vừa được tổ chức, thu hút gần 200 người cao tuổi toàn tỉnh tham gia. Hơn 70 tiết mục ca múa, hòa tấu nhạc cụ được các hội người cao tuổi dàn dựng công phu cũng là thể hiện sự hào hứng yêu thích hoạt động này, bởi đây là dịp cho những người cao tuổi được giao lưu gắn kết. Qua hội thi thì thực sự là bây giờ cái cảm xúc nó vẫn còn lâng lâng, bởi vì là bây giờ Triều Dương cũng cùng với lại anh em liền anh liền chị trong câu lạc bộ thì cũng rất là cảm ơn ban tổ chức của tỉnh, rất là những người hội cao tuổi đã tổ chức cho một cái chương trình cho người cao tuổi biểu diễn như thế này. Đây cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích để động viên tinh thần cho anh em người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Tôi cảm thấy là cái sân chơi này là rất bổ ích cho những người cao tuổi. Chúng tôi những người cao tuổi được thể hiện mình trên sân khấu rồi là cho nó vui cuộc sống thường ngày, là chúng tôi được tập luyện rồi là đi biểu diễn này chúng tôi rất là vui. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 120.000 người cao tuổi, trong đó có hơn 100.000 hội viên sinh hoạt tại 82 chi hội. Không ngừng nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho hội viên, hội người cao tuổi các cấp chú trọng đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ. Các cấp hội đã thành lập và duy trì bền vững hơn 200 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thu hút gần 6.000 hội viên sinh hoạt, tập luyện thường xuyên, đồng thời còn thường xuyên tham gia biểu diễn giao lưu. Đối với hội thì cũng tiếp tục coi như là tuyên truyền vận động các đơn vị coi như là hội từ cơ sở xã phường trở lên, đặc biệt là ở thôn ấp khu phố đều coi như là thành lập những cái câu lạc bộ coi như là tiếng hát của người cao tuổi, kể cả trong các cái câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau cũng có những cái đội tổ văn nghệ của người cao tuổi, đảm bảo cái vui khỏe rồi coi như là giao lưu văn nghệ với nhau, tạo cái cuộc sống, tạo niềm tin cho người cao tuổi trong cái lúc cái tuổi xế chiều. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chú trọng phong trào hội diễn, hội thi các loại hình nghệ thuật, sinh hoạt văn hóa, nhân rộng các câu lạc bộ người cao tuổi hoạt động hiệu quả để giúp người cao tuổi có thêm sân chơi lành mạnh, có cuộc sống vui khỏe mà thêm trường thọ.